Xin chào cả nhà nhé. Nay thì mình sẽ tiến hành một lần nữa là cái cắt tỉa cái cây hoa giấy này để ép cho ra hoa Tết nhá. Đấy, hiện tại là trên cây là vẫn còn rất là nhiều hoa. Còn rất nhiều hoa nhưng mà cái hoa này đã chơi được một tháng rồi. Thế nên là cái hoa nó bây giờ màu nó đang tím sẫm đấy. Và nó rủ xuống nhìn nó không tươi. Cho nên là quyết định cắt bỏ, cắt chỉnh sửa để tạo làm lại tay cành nhá, làm lại bông tay để chuẩn bị chơi Tết, hoa chơi Tết đấy. Quay toàn cảnh này cho mọi người xem nhá. Cây này cao khoảng 3 mét rưỡi mọi người ạ. Mình cũng muốn để cho nó cái cành nó già thêm, thế nhưng mà thôi phải tranh thủ cắt để nó ra cái lượt mầm mới, chứ để hoa thế này thì cái hoa nó cứ rũ rượi này, nhìn nó cũng không được phê cho lắm, mặc dù là cái cây có hoa đấy. Đấy, hoa này, hoa nó rủ xuống hết rồi các bạn nhá. Hoa nó có tươi như thế này thì để chơi. Tươi này để chơi ngay. Đây. Tươi này để chơi. Để nó rủ hết xuống. Rủ hết xuống rồi thì thôi cắt bỏ. Cắt bỏ để nó ra lộc mới. Mọi người xem video nhớ bấm kênh đăng ký ủng hộ mình nhá. Và giúp mình share một cái, like một cái, cho mình xin một lượt share, một lượt like. Để mình có động lực phát triển kênh cho mọi người xem nhé. Năm nay là lần thứ 2 cắt thu cành, cắt chỉnh cái bông tán của cây hoa giấy cổ thụ của mình, hoa giấy tím. Mời mọi người xem nhé. Cả nhà ơi, cho mình xin một share, một like ủng hộ mình nhé. Mọi người đam mê hoa giấy có cái phương pháp nào chơi hay mà cách chăm sóc để hoa giấy nhiều hoa thì bình luận ở bên dưới nhá. Đây là một cây hoa giấy của mình cũng tương đối là nhiều hoa đây. Hoa nó rũ rượi hết rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt thu cành nhá, để tạo tán để ép nó chuẩn bị ra cái lứa hoa Tết nhá. Đó. Đầu tiên này, đây cái hoa này nó chơi được hơn tháng rồi, cho nên nó rũ rượi hết xuống các bạn. Bây giờ chúng ta phải cắt bỏ đi.
đang quay rồi mà. Cắt bỏ hết hoa nha các bạn nhé, hơi bị phí đấy nhưng mà vẫn phải làm, không làm thì không có cây đẹp được, không làm thì không có cây đẹp được các bạn nhé. Bông tươi này vẫn bỏ để phải cắt đồng loạt luôn. Đây, bông tươi đó. Phí quá. Phí hoa. Vẫn quay chưa? 7 phút rồi. Dừng đi. Stop đi. Dừng vào đâu? Ủa em đừng nhanh lên nhanh xuống liên tục. Phí nhờ, cắt hết.
Tắt chưa hay vẫn quay? Tắt. Đấy, sau một buổi sáng cắt đấy các bạn ạ. Bây giờ còn được như này. Để tạm thời mình nghỉ trưa ăn cơm đã. Xong rồi chiều mình sẽ cắt tiếp. Cắt bỏ hơi tiếc, hơi phí nhưng mà không sao cả. Thế thì mới làm bông làm tay được. Đấy, phải mất rất nhiều thời gian như thế này thì mới ổn được các bạn ạ. Đến buổi chiều thì mình tiếp tục cắt cái cây này nha các bạn nhé. Và bây giờ chỉ còn mỗi cái chóp thôi. Đấy, còn mỗi chóp. Chóp có bông hoa. Tương đối là hoàn thiện, cắt hoàn thiện. Đang rất là nắng. Cả nhà ơi, thế là mình đã cắt xong cái cây hoa giấy này rồi nhá. Bây giờ là chỉ có dọn dẹp và vặt trụi lá thôi. Hiện tại các cái tay nó cũng rất là bé nên là thôi mình cắt như thế để cắt giật để cho nó ra một loạt các cái dăm mới, nó nuôi những cái tay này lớn lên. Đấy, sau khi mà cái cây nó tùm như thế, bây giờ cắt bỏ một cái là nó chỉ còn có thế này thôi. Đấy, quay gần để mọi người xem. Đấy, nó cao bằng một cái thang 3 mét hay 3 mét rưỡi gì đấy nhá. Làm cũng kỳ công phết các bạn. Nếu cứ để chơi những cái cành lưu bưa thôi thì nó đơn giản. Thế nhưng mà chúng ta muốn làm bông tay nó đẹp thì đây này. Phải nuôi hết cả những cái lều nghều. Đó. Đây. Thấy chưa? Đó. Chúng ta phải nuôi hết. Đó. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Mình cái video mình cắt cái cây này năm nay là coi như mình xin dừng lại ở đây. Và hẹn các bạn ngày này sang năm mình sẽ tiếp tục cắt để ép nó ra hoa Tết và chỉnh sửa lại những cái tay cành. Cảm ơn mọi người nhá. Mọi người yêu thương cái kênh của mình thì nhớ bấm kênh đăng ký và ủng hộ mình nhá. Xin cảm ơn rất là nhiều.